Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 đã trôi qua, nhưng đến bây giờ thì tất cả những kết quả chính thức hình như đã có thể nói rằng chúng ta có thể tìm thấy được qua những cái kết quả bầu cử. Việc trước tiên anh Phát theo dõi cái cuộc bầu cử tại địa phương này thì có những cái nét gì đặc biệt không? Hiện giờ thì trong quận Cam của chúng ta còn trên 260.000 phiếu nữa chưa có đếm nhanh chóng. Còn số phiếu này rất là nhiều và đa số là những cái phiếu phím diện mà đã được gửi trễ hoặc là mang đến thùng phiếu vào cái ngày cuối cùng hoặc là những cái ngày trước khi mà cuộc bầu cử chấm dứt. Thì hiện giờ còn quá nhiều số phiếu để kiếm thành thử ra. Trong hai cái địa hạt mà chúng ta quan tâm nhất là địa hạt 72, ông Tyler Diệp vẫn còn dẫn đầu với con số trên 7.500 phiếu. Đối với đối thủ ông là ông Josh Rento, và kế đến là cái địa hạt 34 do thượng nghị sĩ Cha Đắc Nguyễn và ông Tom Umbert, thì hiện giờ con số khoảng cách đã càng ngày càng nhích ngắn lại, và hiện giờ bà Cha Đắc Nguyễn còn thắng dẫn đầu với con số là 6.900 phiếu. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, mặc dù con số chưa được đếm còn tới trên 200.000 lá phiếu, tuy nhiên việc trong những cái hiện tại bây giờ mà con số chúng ta có được ở trong tay, kính thưa quý vị, đó là bà Cha Đắc Nguyễn hiện nay có tới 103.086 phiếu, bà chiếm được 51.7%, và trong lúc đó thì ông Tom Umber, một đại diện của đảng Dân Chủ, đã có trong tay được 96.181 phiếu. Tổng kết như vậy là 199.267 cử tri lá phiếu của cử tri đã được thông qua, và cái con số sai biệt là như anh Phát vừa trình bày là lên tới 6.905 phiếu. Cái con số 6.905 này không phải là một con số có thể nói là chắc chắn phần thắng hiên về bà Janet Green. Cũng giống như ở ghế địa hạt 72 thì chúng ta thấy ông ứng cử viên Tyler Diệp hiện nay đang dẫn trước với con số tín nhiệm ông ở con số là 65.361 phiếu. Ông chiếm được 51.7% so với ông George Logenthal của đảng Dân Chủ có tới 57.775 phiếu, chiếm 48.3%, con số sai biệt ở khoảng 7.586 phiếu. Và cái con số 7.586 phiếu này có thể cho chúng ta tự tin rằng ông Tyler Diệp có thể trở thành vị dân biểu tiểu bang của địa hạt 72. Trong lúc đó thì chắc là quý vị cũng hiểu rằng có một vài sự kiện mà chúng ta muốn tìm hiểu và chắc là cần phải xem xét thêm. Kính thưa quý vị, đó là chức vụ gọi là biện lý của quận Cam, một trong những nhân vật mà đã đảm nhiệm chức vụ này trên 20 năm. Kính thưa quý vị, đó là ông Tony Jokakis. Ông Tony Jokakis là một trong những người rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, và trong kỳ bầu cử vừa qua đến bây giờ thì trước cái số phiếu được có trong tay của ông là 324.904 phiếu, như vậy là ông chiếm được 46.7%. Bên cạnh đó thì đối thủ của ông là ông Todd Spitzer. Kính thưa quý vị, Todd Spitzer đã có trong tay 370.136 phiếu, ông chiếm 53.3%, và con số ông dẫn đầu hiện nay cách biệt với ông Tony Jokakis đến tới 45.232 phiếu. Thì theo những cái sự diễn biến gần đây thì cho thấy ông Todd Spitzer đã tuyên bố là ông đã thắng cử, và liệu cái chức vụ này có thuộc về ông Todd Spitzer hay là không, tưởng cũng cần nên biết rằng hai nhân vật này đều là hai những nhân vật của đảng Cộng Hòa, và chúng ta chờ xem sự kiện mà có thể nói rằng ở trong quận Cam của chúng ta như thế nào. Nhưng mà về đến quốc hội và tại liên bang thì quận Cam của chúng ta diễn biến như thế nào, thưa anh Phát Bùi? Và trong quốc hội thì hiện giờ bà khoảng cách của bà John Kim càng ngày càng ngắn lại. Hiện giờ bà John Kim thắng đối thủ của bà đảng Dân Chủ là ông là Gil Cisneros với con số rất là thấp, là có 289 phiếu mà thôi. Đó là địa hạt số 39 trước đây của ông Ed Royce. Còn những địa hạt khác là địa hạt số 45 cũng ở quận Cam. Hiện giờ bà Mimi Walter đang thua đối thủ của bà là Kathy Porter. Bà Kathy Porter được 116.732 và thắng bà Mimi Walter trên 261 phiếu. Địa hạt khác là địa hạt D40, địa hạt 48 cũng của quận Cam, mà trước nay do dân biểu Dana Rora Batcher. Hiện giờ ông đang thua đối thủ của ông là ông Harvey Rora.
Hiện giờ ông Javier Roda được 113.276 phiếu và thắng ông Dena Rora Bacher 9.472 phiếu. Qua địa hạt lân cận là ở vùng Las Vegas là địa hạt D25 thì ông Steve Knight cũng là đang là tại chức dân biểu của đảng Cộng hòa đã thua bà Kathy Hill của đảng Dân chủ. Với bà Kathy Hill được con số là 101.853 phiếu và thắng ông Steve Knight tổng cộng là 9.913 phiếu. Qua cái sự kiện này thì chúng ta thấy là trong thời gian gần đây thì rất nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã bắt đầu bị thua, có thể bị thua những đối thủ đảng Dân chủ của họ. Kính thưa quý vị, chắc là chúng ta thấy con số hiện nay ở tại Hạ viện và đảng Dân chủ có thể nắm đa số đi đến một cái con số rất là rõ ràng. Chúng ta đã kiểm soát được và hiện nay con số chính thức ở tại Hạ viện đảng Dân chủ nắm được là 225 ghế, trong lúc đảng Cộng hòa chỉ có 200 ghế và chúng ta vỏn vẹn chỉ còn có 10 ghế nữa mà thôi. Trong 10 ghế còn đang chữa đếm thì chúng ta thấy rằng là con số 7 ghế được dẫn đầu bởi đảng Dân chủ và 3 ghế còn lại của đảng Cộng hòa. Nếu tất cả những cái sự kiện này không sai biệt thì con số tổng kết ở tại Hạ viện là có thể nói lên tới 232 ghế của đảng Dân chủ và 203 phía của đảng Cộng hòa. Đây là một cái sự kiện có thể nói hơi gây bất ngờ cho đảng Cộng hòa. Chắc là quý vị cũng đã biết những cái sự kiện mà chúng ta muốn nói đến. Trở lại với Quận Cam, thưa anh, Quận Cam là một trong những thành trì của đảng Cộng hòa và là một trong những cái nơi mà có thể nói rằng là đảng Cộng hòa nắm được đa số. Nhưng mà nhìn vào những cái kết quả của cuộc bầu cử vừa qua thì đây là một cái dấu hiệu rất lo lắng và lo ngại cho đảng Cộng hòa. Vì kính thưa quý vị, nhìn lại tất cả các khu vực quanh của đảng Cộng hòa gồm có đại diện dân biểu tại liên bang địa hạt 39 thì hiện nay như anh Phát vừa mới trình bày, bà Yang Kim với một cái con số phiếu là 93.452 phiếu so với ông Cisneros là một trong những thành viên của đảng Dân chủ 9.271 phiếu, thì cho thấy chỉ có một mình duy nhất là bà Yang Kim nắm được chức ghế dân biểu liên bang ở trong cái vùng Quận Cam này. Qua địa hạt 45 cũng là của Dân chủ, địa hạt 46 cũng Dân chủ, địa hạt 47 cũng Dân chủ. Và kính thưa quý vị, địa hạt 48 là một trong những cái địa hạt mà chúng ta có thể nói rằng là bao nhiêu cái niềm hy vọng đến với Quận Cam của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cây đa cổ thụ của đảng Cộng hòa, ông Donald Baker. Đến bây giờ thì ông Donald Baker hiện nay đang có thể nói là đứng đằng sau lưng của ông Ruda. Ông Ruda hiện nay chiếm được 118.210 phiếu, chiếm tới 52.3%. Trong lúc đó thì ông Donald Baker, kính thưa quý vị, chỉ có được 107.612.000 phiếu, tuy nhiên là 47.7%. Wow, đây là một cái thất bại lớn lao của đảng Cộng hòa đối với một thành viên của đảng Dân chủ. Và chúng ta đi xa hơn nữa thì địa hạt 49 bà Water cũng là thất bại. Và kính thưa quý vị, bà thất bại một cái số phiếu vỏn vẹn chỉ có trên 230 phiếu. Như vậy cái vòng đai mà tất cả các địa hạt ở chung quanh của Quận Cam bây giờ thì chỉ có một mình bà Yang Kim là người có thể nói có mặt ở tại Hạ viện, còn tất cả đều là đảng Dân chủ. Vì sao cái tình trạng nó xảy ra như vậy, thưa anh Phát Bụi? Có lẽ đây là một cái điều mà cho thấy rằng là cử tri người đảng Dân chủ năm nay đi bầu đông hơn những năm trước. Và điều này chúng ta thấy điển hình là trong cái cuộc bầu cử giữa mùa này đã rất đông cử tri dân đảng Dân chủ đi bầu. Nó khác với lại những cái việc thường lệ. Và bây giờ còn 261.000 phiếu ở Quận Cam chưa có được đếm. Chúng tôi không biết được rằng 261.000 phiếu này bao nhiêu cái của địa hạt 39, bao nhiêu cái của địa hạt 45. Và nếu mà số cử tri người Dân chủ đi bầu phiếu đông hơn đảng Cộng hòa vào trong những cái ngày cuối cùng trước khi cuộc bầu cử qua, thì con số dẫn đầu của bà Yong Kim cũng như là của bà của những người khác có thể sẽ tụt xuống và có thể sẽ đi đến cái kết quả là ngay cả địa hạt 39 chúng ta của ông cựu dân biểu Ed Royce cũng có thể sẽ rơi vào tay của đảng Dân chủ, thưa anh. Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà chúng ta muốn nói đến là hiện nay đảng Dân chủ chưa có tề tụ về Washington DC, nhưng đã có những cái sự kiện cho thấy nội bộ của họ cũng không mấy được gọi là đoàn kết thành một khối. Một trong những sự kiện mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị ngày hôm nay đó là cái chức vụ chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi có được chắc chắn tồn tại hay là không.
Ngay cả khi tất cả các thành viên mới được bầu vào Hạ viện đã được có mặt đến tại Washington vào ngày thứ Tư vừa qua để có thể nói họ có một cái orientation là hướng dẫn cái cách làm việc ở tại thượng ở Hạ viện của Hoa Kỳ, một cái nhóm nhỏ của Đảng Dân Chủ đã trở lại tiếp tục một cái nỗ lực trước để có thể nói là ngăn chặn lãnh đạo thiểu số hiện nay, đó là bà Nancy Pelosi, người phụ nữ đầu tiên được bầu vào năm 2006, từ việc lấy lại búa, Đảng Dân Chủ sẽ đòi lại phần lớn Hạ viện vào tháng Giêng. Kính thưa quý vị, một trong những đại diện dân cử ở tiểu bang Massachusetts, đó là ông Seth Moulston, một trong những nhà lãnh đạo của nỗ lực chống lại bà Pelosi, đã cho biết ông tự tin rằng là 100% rằng đội ngũ các nhà lập pháp cố gắng ngăn chặn không cho bà Pelosi trở thành chủ tịch Hạ viện. Kính thưa quý vị, đó là một vài trong những cái sự kiện quan trọng, vì chủ tịch Hạ viện là một trong những người sẽ có thể nói làm việc thật thân cận và hợp tác với tổng thống cũng giống như chủ tịch thượng viện để điều hành quốc gia. Vậy chúng ta chờ xem những diễn biến sẽ xảy ra tại Hạ viện như thế nào. Quý vị đang cùng với Phát Bùi và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.